Năm 2014, số lượng người Việt Nam đi du lịch đến Nhật Bản vào khoảng 124.000 người. So với năm trước, con số đó đã tăng lên 47%. Bạn đã biết đến đâu về Nhật Bản, một đất nước được rất nhiều người yêu mến đến như thế? Đại sứ đặc biệt Việt Nam Nhật Bản Sugi Ryotaro, một ngôi sao trong làng nghệ thuật Nhật Bản, đã hợp tác với VTV sản xuất chương trình giao lưu Việt-Nhật. Các nghệ sĩ được mến mộ sẽ đến thăm Nhật Bản và giới thiệu lại với chúng ta về một Nhật Bản chân thực ngày nay mà chúng ta chưa hề biết. Trong chuyến hành trình đến Hokkaido, một vùng đất phía Bắc Nhật Bản, nhạc sĩ, ca sĩ Tạ Quang Thắng sẽ bắt gặp những bất ngờ nào? Những ngư dân dễ thương và chăm chỉ. Đây là vùng đất của những tảng băng trôi và thiên thần băng trôi. Tạ Quang Thắng sẽ là người Việt Nam đầu tiên được mời đi thăm và tận mục sở thị những sự thật đáng kinh ngạc của nhà tù Nhật Bản. Và có lẽ cũng là người Việt Nam đầu tiên thưởng thức thịt bò hạng nhất của nước Nhật. Wow, quả là một hành trình vô cùng hấp dẫn của Tạ Quang Thắng. Đây là một trong những chuyến đi mà em cảm thấy nhớ nhất bởi vì là lần đầu tiên đến nước Nhật này. Rồi là lần đầu tiên được tham gia những trải nghiệm mà như mọi người nói là chắc là người Việt Nam đầu tiên được tham gia những trải nghiệm đó. Khách mời tham gia chương trình kỳ này gồm có Tiến sĩ Lê Thẩm Dương sẽ nhìn nhận mọi vấn đề trong chương trình dưới góc nhìn kinh tế, và chuyên gia tâm lý ông Ngô Minh Huy sẽ là người phân tích và chia sẻ những câu chuyện trong chương trình ở góc độ tâm lý. Ông Vũ Đình Đáp, Chủ tịch Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, chuyên gia bảo tàng, chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải, giám khảo MasterChef Việt Nam, thạc sĩ Ngọc Sơn, phó giám đốc Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Gia súc Hà Nội. Nghệ sĩ Tạ Quang Thắng bắt đầu hành trình khám phá thành phố biển Abashiri tại mũi Notoro, nơi lý tưởng nhất để ngắm bình minh trên đất nước mặt trời mọc. Abashiri nằm ở trên bờ biển phía đông tỉnh Hokkaido, với dân số khoảng hơn 40.000 người, đa phần người dân làm nghề đánh cá. Nhắc đến Nhật Bản không thể không nhắc đến ngành nông nghiệp nổi tiếng toàn thế giới. Từ năm 2008, Nhật đã cho ra đời những chiếc tàu biển chạy bằng xích gió, hay còn gọi là tàu lai đầu tiên trên thế giới. Mãi đến năm 2013, Na Uy mới cho ra đời chiếc tàu lai tiếp theo, chấp nhận đi sau Nhật Bản, dù công nghệ đóng tàu của những nước phương Tây luôn đứng đầu. Không chạy bằng 100% năng lượng gió, nhưng những con tàu của Nhật Bản có thể tiết kiệm 60% nhiên liệu và giảm 80% mức phát tán khí thải. Thủy sản Nhật Bản có giá trị rất cao bởi nghệ thuật đánh bắt và bảo quản sản phẩm của các ngư dân đã đạt đến trình độ tinh xảo. Ngư dân Nhật Bản vẫn sử dụng phương pháp xử lý cá truyền thống Ikejime đang được ngư dân cả thế giới áp dụng. Ikejime nghĩa là kết liễu sống con cá. Đây là phương pháp giết cá truyền thống từ hàng ngàn năm trước nhằm đảm bảo thịt cá giữ được độ tươi ngon trong thời gian dài hơn bình thường. Khi hầu hết các nước trên thế giới giữ thịt cá tươi bằng đá lạnh, thì người Nhật lại không áp dụng cách này. Với người Nhật, cách này khiến thịt cá kém chất lượng, sũng nước, giảm độ ngon, nhanh hỏng. Ở 0 độ C, thịt cá bị co lại, đẩy nhanh tiến trình lão hóa và biến thịt từ tươi ngon chuyển sang quá trình phân rã. Người dân Nhật Bản giữ cá trong phòng lạnh hoặc ngăn lạnh thời điểm đầu khoảng 5 đến 10 độ C, sau đó là dưới 5 độ C. Tạ Quang Thắng đến thành phố cảng Abashiri vào những ngày nghỉ đi biển dài ngày của ngư dân. Người dân ở đâu cũng sợ và thích máy quay phim theo kiểu rất riêng. Ôi, người có phép mặt kìa. Biểu cảm khó tả. Cái này thì là vợt để bắt nhum. Ở đây tôi có 5 cái. Bình thường thì tôi phải đi xa, nhưng hôm nay biển có gió nên tôi bắt gần. Cái loại nhum biển này thì mình có đánh bắt nó theo mùa không? Có chứ, bắt theo mùa, từ tháng 12 đến tháng 8. Trong giai đoạn này, rất nhiều ngư dân Abashiri không đánh bắt xa bờ nhưng cũng ít trả nghỉ việc. Gia đình ông Otaka Yoshihori chọn đánh bắt nhum. Dù là đánh bắt gần bờ, nhưng người dân địa phương cũng phải phân chia nhau. Người bắt nhum thì gia đình khác phải bắt loại hải sản khác để tránh tận diệt tài nguyên biển. Đây là luật bất thành văn của ngư dân.
Còn như mình là cứ mạnh ai nấy bắt thôi. Nhưng mà quan trọng là họ thỏa thuận được với nhau. Còn bé tí còn là bắt nữa. Em thử cái món này ở Nha Trang. Nha Trang rất là nổi tiếng. Bây giờ ai ăn thử chưa? Ăn rồi, cái này vắt chanh vào ăn luôn được. Cần em chưa bảo là vắt chanh vào ăn sống. Trông về rất ngon. Như này là có bị nát không ạ? Không, mình xoay dọc để sao cho nó không bị nát. Thắng làm giỏi lắm. Khi mà lấy nhum thì mình cố gắng làm nhanh, không thì vị của nó sẽ bị kém ngon đi. Khi mà mình làm xong những cái công đoạn này thì cái bước tiếp theo là mình sẽ làm gì ạ? Xong thì mình sẽ rửa, rồi cho vào trong gói để ngày mai xuất hàng. Anh có muốn xem không? Dạ có ạ. Đây là nhãn mác của gia đình nhà mình luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Một hộp như thế này thì mình sẽ bán với giá bao nhiêu tiền ạ? Một hộp là 1 lạng. Khi mà bán ra thì khoảng 1.300 yên. Nhưng nếu mà bán ở siêu thị thì còn đắt hơn nữa. Mong Thắng có thể chia sẻ lại thêm những cái trải nghiệm của bạn mà có thể là trên phóng sự chưa thể truyền tải được hết không? Em nhớ là cái buổi này là cũng khá là thú vị nhưng mà cũng rất là vất vả. Như cái lưới mà mọi người vừa nhìn lúc nãy thì là nó rất là khác những cái lưới đánh cá mà em đã từng biết ở Việt Nam. Chưa bao giờ em nhìn thấy một cái lưới nào to như thế. Và đặc biệt là mỗi một cái gia đình ngư dân ở cái vùng Abesiri đấy thì người ta lại có một cái xưởng chế biến rất là nhỏ của gia đình thôi. Nhưng mà như mọi người thấy là họ làm được hẳn một cái sản phẩm và có nhãn mác đàng hoàng. Và cái sản phẩm đó đã có thể mang ra siêu thị để bày bán luôn. Em rất là bất ngờ. Từ nhiều năm qua, ngư dân Việt Nam đã tiếp cận công nghệ đánh bắt cá cũng như bảo quản cá ngừ theo cách truyền thống của các ngư dân Nhật Bản. Nhưng tại sao sản lượng cá của chúng ta cao song chất lượng lại rất thấp? Sẽ là chủ đề mà ông Vũ Đình Đáp, Chủ tịch Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam sẽ chia sẻ cùng chương trình. Như ở trong phóng sự thì chúng ta cũng thấy rằng là họ có giới thiệu những cái công nghệ ngay sau khi mà đánh bắt cá để đảm bảo được cái chất lượng của cá vô cùng tươi ngon. Thì không biết là trong cái con mắt chuyên môn và kinh nghiệm của ông Đáp thì ông đánh giá những cái công nghệ này như nào và liệu chúng ta có thể học tập và áp dụng hay không? Cái mà cái công nghệ chế biến của ngư dân Nhật Bản ấy thì cái này họ làm đúng khoa học. Ở mình thì người ngư dân họ không được am hiểu về mặt khoa học. Họ chỉ biết là đánh bắt về sau họ bán, sơ chế họ bán, biết như thế thôi. Thế còn mình chế biến là để đưa vào các sinh nghiệp chế biến cơ. Thế thì chế biến này lại qua giai đoạn là mua bán, thì giai đoạn mà từ lúc đánh bắt cho đến giai đoạn đưa vào nhà máy thì một cái giai đoạn đó là mình không quản lý được, ngư dân mình chưa làm được. Nhưng thực ra nếu như mà họ có am hiểu mà được hướng dẫn cụ thể thì họ cũng sẽ làm được như người Nhật, chứ không phải không làm được, không phải là không khó. Như là những cái con cá ngừ mà chúng ta đánh bắt được thì lại chưa đạt được những cái yêu cầu, đặc biệt là một cái thị trường khó tính như Nhật Bản. Phải chăng là vì cái cách mà chúng ta đánh bắt và chúng ta sơ chế nó vẫn chưa phải là một cái công nghệ tiên tiến để có thể đạt được những cái tiêu chuẩn đấy? Đây là mình du nhập cái nghề câu tay là khoảng 3 năm nay, từ năm 2012 đến giờ là 3 năm rồi. Là học câu thì mình câu rất giỏi, nhưng mà cái khâu mà bảo quản mà chế biến nó để nó giữ được sản phẩm chất lượng cao thì mình lại rất kém. Cho nên cái sản phẩm mình chế biến bán tươi hoặc chế biến bán ra ngoài thì luôn luôn thấp hơn so với các nước khu vực. Nhật Bản cũng đã chuyển giao những cái công nghệ về đánh bắt và đặc biệt là về bảo quản cá ngừ. Nhưng mà không biết là trên thực tế thì cái công đoạn chuyển giao công nghệ và cái cách mà chúng ta học tập và tuân thủ theo những cái công nghệ đó thì nó như thế nào? Con cá mà câu tay kết hợp ánh sáng là mình học nghề, du nhập nghề vào khoảng 4 năm nay, 3-4 năm nay thì cái chất lượng cá kém bởi kỹ thuật câu. Thì khi con cá ăn mồi thì mình đưa con cá lên tàu quá nhanh, tức là chỉ 3 đến 5 phút. Mà trong khi đó người ta tính toán ra con cá nếu như ăn mồi mà đưa nó ở từ dưới nước, khi nó ăn mồi mà đưa lên thuyền mà cỡ khoảng là từ 30 phút trở lên. 30 phút trở lên. Và khi đưa nó lên là cho nó chết nhanh. Nội tại nó không chảy trên cái chất mà là biến màu con cá từ màu thịt trắng mà sang màu cà phê. Hiện nay quả cá của mình này là chủ yếu là biến sang màu cà phê. Cho nên con cá thịt là nhão này, là không dai này và không ngon nữa. Người Nhật cũng con cá đó người ta câu thì người ta này, vì người ta đi trước mình là mấy chục năm rồi. Cái công nghệ hiện nay họ là sử dụng cái máy thu câu. Tức là khi con cá cắn câu thì người ta để cho con cá hoạt động tự do ở dưới nước. Tức là khi con cá chạy, cái máy thu câu nó nhả câu ra cho con cá chạy. Mà khi con cá chạy ngược vào về phía tàu thì nó lại tự thu câu. Thì để con cá mệt rồi, sau đó họ mới từ từ họ kéo cá lên đưa vào tàu và bờ để con cá là
chất lượng cao. Ngư dân của mình không đủ cái độ gọi là kiên nhẫn để có thể tin tưởng rằng con cá nó vẫn còn ở dây câu đấy. Em đã từng câu cá biết là đúng phải có cái giai đoạn lai kiểu là dìu con cá đấy, lúc nào cũng phải để nó căng trùng là nó tuột mất. Thì cái tâm lý này thì anh có thể phân tích được không ạ? Mình để ý mình sẽ thấy là sở dĩ người ta không có thể đủ kiên nhẫn để làm cái này cái kia, nó có hai thứ chuyện: một là hiểu biết, hai là kỷ luật. Thế nhưng là mình hiểu biết đầy đủ thì ví dụ như là mình biết là nếu cái dây nó như vậy thì con cá vẫn còn thì đó là cái thứ nhất. Nên nhiều khi mình thấy cái dây nó thu ra thu vô là đã lo rồi, vì mình không có đủ cái độ hiểu biết của mình, nó không đủ sâu. Cái thứ hai là tính kỷ luật. Thì tôi phải nói thật là người Việt Nam tôi nghĩ là cần phải rèn luyện tính kỷ luật rất rất nhiều. Ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống, ta đều bắt gặp những người không có kỷ luật. Bây giờ thì mình hiểu thế nào là tái cấu trúc. Anh không tái được cấu trúc nhân sự, không tái được cấu trúc công nghệ thì kiểu gì cũng thua. Mà bài học người ta đang dạy đấy, giao lưu phải học người ta. Nhưng mà cao hơn nữa là cái chữ thương hiệu. Cho nên là cũng là một cái công con cá như vậy. Bác nói đúng lắm. Thế bán ở thị trường A, nếu vào được thị trường Nhật, mình làm 1 đồng, mình bán 5 đồng. Trong đó 4 đồng là tiền thương hiệu, 1 đồng là tiền lãi, thế là lãi gần đó. Mình cũng khai thác chi phí hết 1 đồng, nên bán ngay cho thị trường, ngoài thị trường Nhật được có 2 đồng. Cho nên cái trị giá gia tăng những cái ngày nào cũng kêu thì bài toán thế này. Tóm lại là đấy là ý nghĩa của tái cấu trúc công nghệ ngay. Ý nghĩa của chữ thương hiệu nó ghê gớm lắm. Thế là gạo của mình chỉ sang được châu Phi với Trung Quốc thôi. Lần đầu tiên gạo của Campuchia vừa rồi sang được Mỹ và EU. Trời ơi là trời. Thì cái con cá này, nếu con cá của mình mà đúng công nghệ mà sang được thị trường Nhật thì không tưởng tượng được trị giá gia tăng thế nào. Trang báo hôm nay tôi xem, hình như có em, cô gái tôi quen. Nhìn ánh mắt em rạng ngời tự hào, em mang hạnh phúc đến khắp thế gian. Tôi muốn xem thêm thông tin, liền dạo qua các trang tôi vẫn hay quen. Thì tôi thấy anh và một nụ cười làm tôi nhớ mãi. Anh yêu màu nắng quê hương hằn lên làn da mỗi sớm, và anh cũng yêu sương gió quê hương vươn lên mái tóc của anh. Mỗi sáng khi dòng buồm ra khơi là con tim anh lại bồi hồi, lại được đứng giữa biển trời, lại được cùng hát ngò lo khoa ra khơi. Khi anh buông lưới làm bạn với gió trời thì anh thấy thêm yêu cuộc đời. Ngò la hò khoan đón gió quê hương, nhìn về trời xa anh kết tiếng ca. Oh, hey, Atsushi là ca sĩ hot nhất Nhật Bản, thuộc nhóm nhạc EXILE. Nhóm nhạc pop bao gồm 14 thành viên nam, thuộc sở hữu của công ty LDH, tập đoàn âm nhạc đang dẫn đầu nền công nghiệp âm nhạc Nhật Bản hiện nay. Atsushi cùng Tạ Quang Thắng sẽ tham quan và trải nghiệm tại bảo tàng băng trôi, điểm du lịch độc đáo của Hokkaido. Biển mùa này thì không có băng các bạn ạ, nhưng mà tôi thì đến đây mục đích chính là để nhìn thấy băng trôi. Nhưng mà có một cách, các bạn hãy theo tôi, chúng ta đến một nơi mà lúc nào chúng ta có thể nhìn thấy băng trôi nhé. Bộ quần áo này nó có liên quan đến truyền thống của những người dân sống ở vùng này không? Chiếc áo không chỉ có chức năng giữ ấm, nó còn gợi đến không khí xa xưa, nơi những người thổ dân Ainu bản địa sinh sống và săn bắt trên những tảng băng trôi. Bước qua cánh cửa là Tạ Quang Thắng và ca sĩ Atsushi đã đến với Abashiri vào mùa đông.
nhiệt độ xuống đến âm 15 độ C. Mỗi du khách đều được phát một chiếc khăn ướt. Ở nhiệt độ âm 15 độ C, một chiếc khăn mặt ướt khi quay sẽ như thế nào? 1, 2, 3! Không biết cái việc quay như thế để làm gì. Lạnh quá. Thì ra chiếc khăn đông cứng lại và có thể dựng đứng lên. Trong nhiệt độ này, bạn sẽ rất khó để ăn được một quả chuối vì nó đông cứng lại. Nếu không ăn được, thì ta có thể dùng nó thay một chiếc búa được không? Đây là lần đầu tiên mà tôi sờ vào một quả chuối mà nó lại cứng như thế này. Nhưng mà tôi nói thật là tôi vẫn không tin là nó có thể đóng được cái đinh này đâu. Chúng ta thử nhá. Wow! Đúng một lúc anh phải đông cứng lắm. Ôi lạnh quá. Tại bảo tàng băng trôi, Atsushi và Tạ Quang Thắng còn được ngắm rất nhiều sinh vật ở vùng biển băng tuyết. Thiên thần băng trôi Cleone tất nhiên được trong mấy cái nhất. Đây là loài vật thuộc họ ốc xoắn, chân cánh không có vỏ, sống dưới đáy biển. Trông Cleone như một thiên thần trong câu chuyện cổ tích, bởi thế nó được xem như thiên sứ của bảo tàng. Hành trình đi tham quan bảo tàng băng trôi sẽ kết thúc trên đài quan sát. Du khách sẽ được mãn nhãn với quang cảnh sông núi bao la, hùng vĩ của biển Okhotsk, phố Abashiri và hồ Notoro. Vâng, chắc chắn là sau khi Thắng đi từ một cái bảo tàng rất là độc đáo và đặc biệt về, bây giờ cái cảm xúc của bạn có còn y nguyên như cái lúc mà bạn ở đấy không? Em vẫn nhìn lại thì thấy nhớ quá, thấy như là vừa mới đi. Những cái quang cảnh đấy nó vẫn như là mình vừa mới trải nghiệm xong ấy, vẫn nhớ như in là cái bảo tàng đấy thì khi mà đến bảo tàng thì em và anh Atsushi được đi vòng quanh xem băng trôi rồi nghe những cái câu chuyện mà rất là theo mình nói chuyện với nhau là rất là ly kỳ ấy. Rồi là xem những cái con vật, những con sinh vật mà mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Là một cái trải nghiệm mà cực kỳ khó quên, bởi vì là cái gì cũng mới với mình, ngay cả phong cảnh những cái bờ biển nó cũng rất là khác những cái bờ biển mà em đã từng đi ở Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trung tâm trưng bày và lưu giữ những hiện vật quý giá về văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Nơi nổi tiếng với những quyết định ngược đời, từ chối đoàn khách tham quan nếu quá đông, giảm giá cho đoàn ít khách để du khách có thể có những trải nghiệm tốt nhất khi tham quan bảo tàng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, người có công xây dựng cũng như đưa ra quyết định độc đáo và đột phá trong cách làm bảo tàng dân tộc sẽ chia sẻ với chúng ta về cách làm bảo tàng Việt Nam và Nhật Bản. Qua cái phóng sự vừa rồi và đặc biệt là những cái mô tả về trải nghiệm của Thắng thì ông có những cái suy nghĩ như nào về cách làm bảo tàng của người Nhật? Tôi nghĩ rằng là làm bảo tàng ấy, cái quan trọng nhất tức là giúp cho khách tham quan được trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây bằng nhiều cách, trải nghiệm bằng nhìn, trải nghiệm bằng nghe, trải nghiệm bằng trao đổi, bằng giao lưu. Nhưng cái quan trọng nhất tức là cái trải nghiệm bằng cái thực tế mình làm. Cái gì mà mình được thực tế mình làm là cái những cái đấy nó thường nó hằn sâu vào trong cái trí nhớ, nó hằn sâu vào trong cái tình cảm, để từ đó nó mang theo mình suốt cả cái cuộc đời nếu như người ta tạo ra được những cái trải nghiệm thật sự là hấp dẫn. Cái công tác để thiết kế được những cái trải nghiệm đấy nó có phải là một cái quá trình rất là khó khăn hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc mà thiết kế những cái chương trình giáo dục hoặc là những cái chương trình khám phá ở trong bảo tàng, đấy là cả một cái nghiên cứu và thiết kế của các nhà giáo dục hoặc là các nhà sư phạm ở trong bảo tàng. Như chúng ta thường nghĩ rằng là những cái câu chuyện đấy nó quá đơn giản, ai làm cũng được. Nhưng mà thực tế mà nói, ở Nhật hoặc ở Hàn Quốc hoặc là ở Mỹ, vân vân, tất cả những cái câu chuyện để mà tạo ra những cái trải nghiệm như vậy đấy đều là do những cái nhà chuyên môn lành nghề, người ta phải tính toán tất cả những cái trải nghiệm đó nó như thế nào để cho nó có thể giúp cho người xem thu hoạch những cái kiến thức mới cho mình, thu hoạch những các cái trải nghiệm mới cho mình. Và trong những cái trải nghiệm như thế đấy thì một trong những cái điều mà rất là quan trọng đấy là người ta cũng dựa trên những cái văn hóa của địa phương để và họ khai thác một cách triệt để cái văn hóa địa phương. Người Nhật
thường nghĩ ra rất nhiều thứ từ là những cái format truyền hình hay là từ những cái show diễn hài của họ chẳng hạn. Những cái ý tưởng nó cực kỳ đơn giản đến từ cuộc sống nhưng mà nó đem lại cho khán giả những cái cảm giác là họ thông minh vô cùng và gây một cái bất ngờ. Thì chúng tôi cảm thấy đây cũng là một trong những cái yếu tố mà có thể là Việt Nam mình có học được không? Thực ra là các nước cũng đã có hết rồi. Sau đó thì Nhật Bản là một trong những nước nó chứng minh điển hình. Thế mới tổng kết lại, người ta dặn mãi rồi. Chứ thực ra xuất phát từ cái nước Nhật ấy, cũng khác gì nước mình đâu. Cho nên là câu đầu tiên ấy, mình có làm được không? Chắc chắn làm được. Tất cả những tài nguyên khác cạn kiệt rồi. Và tài nguyên não nó kỳ diệu. Vậy thì tất cả các bảo tàng, người nào cũng nghĩ thì lúc ấy nó sẽ ra được kinh tế tri thức đấy. Thế nên là họ chẳng những là sáng tạo, mà trên cả sáng tạo họ đạt đến chỉ số đột phá đấy. Cho nên thích lắm. Mà tất cả cuối cùng là nghĩ. Chứ còn nếu não trả về đơn vị chấp hành thì cả dân tộc thua, chứ không phải chỉ một đơn vị bảo tàng đâu. Đấy. Vâng. Cái công tác tâm lý của anh thì cái việc thiết kế lên những cái trải nghiệm nó có vất vả không ạ? Thì đó là ba cái mà tôi thấy là cái thứ nhất nó có cái giá trị là lôi kéo khách tới. Với cái thứ hai nó có ý nghĩa rất là nhiều trong vấn đề giáo dục con người. Được đều cả ba cái khía cạnh là tăng cái kích thích về cho người ta suy nghĩ, rồi tăng cái cảm hứng, và cuối cùng thì là tạo cái cơ hội để người ta hành động. Thì đó là ba cái quan trọng. Khi ở tất cả các bảo tàng như vậy, họ tạo ra cho cái người tới đó, người khách tới nó đạt được cả ba cái khía cạnh đó. Tức là tôi thấy rằng tôi tới đây tôi học được cái gì đó, nó gia tăng tôi cái gì đó, thì nó mới dẫn đến cái chuyện là người ta sẽ năng tới hơn, hoặc người ta sẽ năng tìm hiểu hơn, hoặc là có thể mình nhìn thấy, mình chiêm ngưỡng những cái sáng tạo của người khác đó. Đôi khi nó có cái quá trình là nó kích thích mình sáng tạo, nó kích thích mình suy nghĩ. Ở bảo tàng ấy, người ta có thể tạo ra được cái môi trường cho học sinh đến khám phá. Thế nhưng mà hiện nay cái nền giáo dục của chúng ta, các trường của chúng ta không coi bảo tàng như là một cái môi trường để đến để học một cách thật sự. Cho nên là mỗi một lần mà nhà trường đưa học sinh đến thăm bảo tàng, đưa đến 1.200 em một lúc, thế thì làm thế nào mà có thể trải nghiệm được? Cái cách mà chúng tôi thiết kế những các cái trải nghiệm như thế là chúng tôi phải là kết hợp được với các cái chương trình giáo dục của nhà trường. Thế nhưng mà hiện nay về cơ bản mà nói thì những cái chương trình khám phá đó nó vẫn thất bại, bởi vì nó không được sự ủng hộ một cách có khoa học và có phương pháp sư phạm của nhà trường. Nếu đến với Abashiri mà các bạn chưa đặt chân tới bảo tàng nhà tù ở đây thì gần như là các bạn chưa tới nơi này. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn tới một nơi còn thú vị hơn cả bảo tàng nhà tù. Khi nhắc đến nhà tù, hẳn chúng ta tưởng tượng đến một nơi không dành cho những du khách tham quan. Đây là nhà tù ấy ạ. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống thường nhật của các phạm nhân trong nhà tù luôn là một dấu chấm hỏi lớn. Ông Sugi và anh Asashi là cán bộ cao cấp hỗ trợ hoàn lương của Bộ Tư pháp. Hôm nay, Tạ Quang Thắng được mời vào tham quan và tìm hiểu đời sống của các phạm nhân tại nhà tù Abashiri, nơi chuyên giam giữ phạm nhân nam phạm trọng tội. Khu xưởng đào tạo nghề mang đến cho những vị khách sự bất ngờ về tay nghề của các phạm nhân ở đây. Họ có cơ hội được học nghề may, nghề mộc, nghề gốm một cách bài bản. Những sản phẩm thủ công được trưng bày ở đây khiến chúng ta liên tưởng đến một xưởng làm đồ mỹ nghệ chuyên nghiệp. Qua các đường nét hoa văn, dường như những người tù nhân ở đây gửi gắm trong đó những mong ước cho một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Anh có thấy ngạc nhiên với cái tay nghề của những tù nhân ở đây không? Rất ngạc nhiên, tôi thấy nó đẹp như một sản phẩm được bày bán trong các cửa hàng nội thất trên thị trường. Tù tài lắm, và họ làm kéo tay. Đây cũng là nơi tạo nên những con búp bê gỗ Nipopo, linh vật trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Anu xưa và cư dân Hokkaido ngày nay. Những con búp bê không chân, không tay, chứa đựng những nỗi niềm riêng và khi ra tù, phạm nhân sẽ không bao giờ chạm tay vào những điều xấu. Đi từ bất ngờ này đến trải nghiệm thú vị khác, không biết mùi vị của cơm tù ở đây sẽ ra sao? Ở Việt Nam cơm tù là xé Bắc Nam ấy, nó nhốt lại cho mắt phải ăn, gọi là cơm tù. Cơm ở đây thì được trộn 30% là lúa mì và 70% là gạo, nhưng vẫn cung cấp đầy đủ lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đây là khẩu phần ăn đã được tính toán về thành phần dinh dưỡng, nên nó rất là tốt cho các phạm nhân.
Một điều thú vị là thực đơn dành cho phạm nhân của nhà tù Abashiri đã được nhiều nhà hàng quanh vùng đưa vào menu dành cho khách. Bữa trưa dành cho phạm nhân mang đến cho chúng tôi nhiều ấn tượng, nhưng chưa dừng lại ở đó, hành trình tiếp tục tới các phòng giam. Khu bệnh xá dành riêng cho các phạm nhân được xây dựng và bố trí như một khoa ngoại của cả một bệnh viện lớn. Nơi đây có đầy đủ các phòng chức năng thăm khám, tạo điều kiện điều trị tốt nhất cho các phạm nhân. Tù nhân được chữa miễn phí trong thời gian ở đây. Phòng giam tập thể dành cho 6 phạm nhân, mỗi phạm nhân đều có một không gian riêng trong phòng chung. Đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, không thiếu phần tiện nghi, đầy đủ cho cuộc sống của phạm nhân. Phòng giam biệt lập diện tích nhỏ hơn nhưng vẫn đủ tiện nghi như phòng giam chung. Có quá nhiều ánh sáng. Trang trại nhà tù Abashiri là điểm đến tiếp theo trong chuỗi hành trình của Tạ Quang Thắng. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu chăn nuôi, đám tham quan phải thay giày đi ủng. Mặc dù diện tích trang trại là rất lớn, vị trí gần đường giao thông, nhưng ở đây lại không hề có hàng rào ngăn cách. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, trang trại nhà tù Abashiri rất thích hợp cho việc phát triển chăn nuôi. Khoảng 6 năm trở lại đây, nhà tù đã chọn bò lông đen, giống bò cho chất lượng thịt ngon hàng đầu tại Nhật Bản để chăm sóc và nhân giống. Mỗi một con bò này thì mình nuôi trong khoảng bao nhiêu thời gian thì mình sẽ xuất đi bán ạ? Nuôi 30 tháng, trọng lượng của một con bò đạt từ 750 đến 800 kg. Chăm sóc thì đặc biệt để một con bò nó có cái cân nặng lớn như vậy không ạ? Chọn lựa con giống thì phải luôn để chúng sống một cách thoải mái, không căng thẳng là điều quan trọng nhất. Phạm nhân trực tiếp chăm sóc bò, cho chúng ăn và vệ sinh chuồng trại. Trang trại hiện có 102 con bò, trong đó là 44 con bò giống. Chúng được chăn thả trong môi trường được chọn lựa kỹ lưỡng, cỏ sạch do phạm nhân trồng tự nhiên, không có hóa chất. Việc cho phạm nhân nuôi bò là để họ cảm nhận được một sự sống quý báu như thế nào. Nuôi bò như thế này là một cách để phạm nhân nhìn lại chính đời sống cá nhân của họ, để sau này họ hòa nhập và giúp ích cho xã hội, không tái phạm khi ra tù. Thứ hạng thịt được phân loại dựa vào vân mỡ trên thịt. Chất lượng thịt bò của nông trại được đánh giá cao. Trong năm 2014, trang trại cho xuất chuồng 23 con bò, trong đó 8 con có chất lượng thịt bò đạt loại A. Thịt này ngay chính người dân Nhật cũng khó có cơ hội để mà được thưởng thức. Tôi là một người rất là may mắn. Người Nhật thì khó có cơ hội để thưởng thức. Thịt bò Kangoku Wagyu hay còn gọi là thịt bò Nhật, được xuất từ nhà tù Abashiri đã được rất nhiều người nghệ sĩ thử qua và khẳng định chất lượng thịt. Trong thời gian tới, mạng lưới bán hàng sẽ phát triển, phân phối thịt bò đi khắp Nhật Bản và xa hơn nữa. Thấy giống như là một cái buổi sinh hoạt của một doanh trại quân đội nào đấy. Nhà tù Abashiri thường đón những nghệ sĩ có tên tuổi đến để biểu diễn, nói chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống cùng những người tù nhân. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách của chúng ta ngày hôm nay, anh Tạ Quang Thắng đến từ Việt Nam. Xin chào quý vị. Tôi chỉ có một điều muốn nhắn nhủ với các bạn. Trong cuộc sống chúng ta không thể quyết định được là điều gì sẽ đến với chúng ta, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể quyết định được là chúng ta sẽ ứng xử với những điều đó như thế nào. Và tôi hy vọng rằng với những khó khăn, những điều mà quý vị đã trải qua trong quá khứ, quý vị hoàn toàn có thể là những người tốt, đóng góp cho xã hội Nhật Bản và không phụ lòng những con người đã ngày đêm cố gắng để tạo những điều kiện tốt nhất cho quý vị ở đây. Lúc đầu khi mà em được nhận kịch bản là đi tham quan nhà tù cũng hơi sợ là một, thứ hai là hơi thất vọng, bởi vì nghĩ là mình đi tham quan những cái danh lam thắng cảnh thì nó sẽ vui hơn ấy, nhưng mà không ngờ vào đây thì thấy là nó khác hoàn toàn những cái gì mà em nghĩ khi ở nhà. Tức là người ta xây dựng một cái nhà tù không chỉ là để giam giữ tù nhân, và như ông Sugi là đại sứ của cái chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật cũng là cái người mà phong làm cán bộ cao cấp phụ trách hỗ trợ hoàn lương ấy. Tức là ông ấy có nói là cái việc mà cho tù nhân làm việc những cái công việc thì em nghĩ cũng giống như Việt Nam, cũng đào tạo nghề để sau khi mà
hết mãn hạn tù thì người ta có cái công việc để làm. Nhưng mà thực ra khi mà ông Sugi ông ấy nói những cái mục đích ở đây thì em nghĩ là mục đích quan trọng nhất mà người ta muốn hướng tới là về cái mặt tinh thần ấy, để cho những người tù nhân người ta cảm thấy là làm được một cái sản phẩm, dù là cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay là cái sản phẩm thịt bò ấy, để đạt được cái chất lượng cao nhất và có được cái giá trị cao nhất thì nó phải mất nhiều công sức và tình cảm. Ông ấy nhấn mạnh rất nhiều vào cái tình cảm. Món thịt bò rất là ấn tượng là do các tù nhân nuôi mà lại có chất lượng có thể gọi là ngon nhất Nhật Bản, đúng không? Để nuôi được con bò mà nó như vậy thì cái việc mà không tạo sự căng thẳng cho con bò để cho nó thoải mái là cái điều rất là quan trọng. Là ở đây người ta nhấn mạnh rất là nhiều về mặt tinh thần. Tới từ Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Sơn sẽ phân tích việc phân loại thịt bò ở Việt Nam, nếu làm thì sẽ có những lợi ích gì và khó khăn gì. Vâng, không biết là ông Sơn thì ông nghĩ như nào về cái việc là con bò ở trong nhà tù ở đây được nuôi trong sự an lạc rất là lớn. Bên thú y cũng đang có những cái chương trình bảo vệ quyền của động vật. Thế đối với riêng với con bò thì có một cái rất thuận là khi mà con người ta mà chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì bản thân cái con vật đấy nó cũng sẽ tăng trưởng tốt và cái chất lượng đi ra. Chất lượng thịt bò ngon thì nó có mấy cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất phải nói là chất lượng giống. Thứ hai nữa là cái điều kiện dinh dưỡng. Thứ ba nữa là cái kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng. Và cái yếu tố thứ tư đó là cái môi trường. Và khi môi trường chăn nuôi tốt đồng thời với cái thân thiện, tức là cái kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vào các cái hộ chăn nuôi, người ta sẽ đặt tên con bò sữa tên A, tên B, tên C, người ta gọi xong con nó tự ra nó vắt sữa. Hoặc con bò thịt cũng thế thôi, chăn nuôi mà nếu mà chúng ta không thân thiện với nó thì nó cũng sẽ quay loát ngoát lại với người. Có một cái môi trường điều kiện rất tốt thì chất lượng thịt cũng sẽ khác. Chất lượng thịt bò quyết định như thế nào đến chất lượng của món ăn? Chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải, giám khảo MasterChef Việt Nam sẽ mời mọi người ăn thử món bò hạng nhất do cô trực tiếp chế biến. Vừa rồi là một phần thử món thịt bò. Tất nhiên là cũng có qua phần bàn tay tài năng chế của chị Thịnh Hải nữa thì là mới được như vậy. Thế nhưng mà thầy Dương chắc là thầy đi nhiều nơi để ăn nhiều các loại thịt bò khác nhau thì thầy cảm nhận thế nào ạ? Thường khi người ta hỏi như vậy là người ta sẽ nói xã giao hoặc có một vài cái nội dung khuyến mãi thì đấy. Vâng. Thực sự là tôi ăn thì tôi nói với trách nhiệm mà không có tí khuyến mãi nào cả. Quả thực là ngon thật. Nhiều lần nghe quảng cáo thấy không tin, lần này thì chưa nghe quảng cáo đấy, thấy trên cả tin này. Cái vị nó hoàn toàn khác hẳn và nó đặc biệt. Nó khác hẳn với cái thịt bò mà mình hay ăn. Nó có cái vị khác. Tôi không rành lắm về ăn uống nhưng mà vị khác và thích. Cái chất lượng của kỹ thuật nấu ở đây đó là mình tìm ra cái phương pháp làm đơn giản nhất để giữ lại cái vị nguyên thủy của nguyên liệu. Với kinh nghiệm của người làm bếp rất là lâu năm như chị thì chị đánh giá về cái miếng thịt bò khi chưa chế biến thì như thế nào? Bò Wagyu là nó có 3 hàng, là hàng A, hàng B, hàng C. Ví dụ miếng bò mà loài hỏi A đó thì cái phần mỡ ở trong thịt nó sẽ ít hơn. Loài B là loài có mỡ giống như viền hoa thì dành cho người ta thích ăn béo. Còn loài C thì phần thịt rất là ít mà mỡ là nhiều. Thì vừa rồi Tịnh Hải thấy đó là một cái loài là cũng loài tốt, cả loài tốt và đặc biệt có cái lượng mỡ trong đó. Thì mình nhìn cái hiện tượng của miếng thịt để mình biết cách chế biến. Một cái cân thịt bò Kobe thì nghe nói là đã vốn là rất là đắt rồi. Thầy có biết giá cả cụ thể của thịt bò Kobe các thứ không? Thực ra cũng được mời đi ăn chứ thực ra không biết giá. Như thầy được ăn rồi chứ? Ăn được ăn. Vâng, thế là thầy là người rất may mắn tại vì em sang Nhật mấy lần nhưng mà lần nào kể cả có được mời có muốn là được ăn thịt bò Kobe cũng người ta cũng đều nói là quá khó để có được thịt bò Kobe. Về Việt Nam thế chắc thầy ăn thịt bò giả rồi. Ồ, có khi thế. Giữa giá trị của hai miếng thịt bò như vậy tất nhiên là ok đồng tình chất lượng của nó có thể vượt trội, cái vai trò của thương hiệu đây nó có không? Có chứ, tại vì mình mà so sánh thế thì hoàn toàn là đặt vấn đề sai lầm. Bởi vì nếu thế thì bây giờ nói đơn giản hơn một tí rồi quay trở lại ngay. Cái đồng hồ tôi này tôi đang đeo này. Thì mấy trăm ngàn. Thế, thế cùng là cái đồng hồ đấy mà cái Rolex chẳng hạn. Nếu vừa mua vụ trên sân bay này 1 tỷ là bình thường. Cái đồng hồ chạy nhanh hơn thì sao mà nó đắt thế? Thế thì đâu có so tánh tương quan thế được. Vâng. Cho nên trị giá thương hiệu
nó lớn vô cùng. Thế nhưng mà có phải đến từ cái việc là họ kể chuyện, những câu chuyện mà nó xung quanh cái việc chăn nuôi một con bò này không, hay là người ta nói quá lên không? Em được nghe là bò Kobe nào là nó được uống bia này, thức ăn của nó thì khỏi phải bàn, lại còn được nghe cả nhạc Mozart đấy. Em nói thật với thầy thì gần đây em mới được nghe nhạc Mozart đấy. Cái tác động của những cái đấy đến con bò hay là cái chất lượng của thịt nó như thế nào, hay đấy chỉ là cách họ làm thương hiệu? Hoàn toàn nó liên quan đến chất lượng của bò, nó không nằm trong tương quan với giá. Nguyên cái chuyện là anh tin chắc chắn rằng con bò ấy nó ăn cái cỏ sạch sẽ này, chế độ sạch sẽ này, đấy, anh thực hiện được đẳng cấp anh này, tất cả cái đó nó đo bằng tiền hết, chứ đâu có phải chỉ có chất lượng thịt đâu. Hiện nay ở Việt Nam nhé, rau muống đang bán, rau sạch ấy, rau muống ấy, giá chót là 25 ngàn. Đấy thì anh lấy 25 ngàn, anh trừ đi cái 5 ngàn là một mớ bình thường, thì cái 20 ngàn anh giải thích sao, nó thương hiệu đấy. Người ta không quan tâm gì nữa, người ta chỉ biết đấy là rau sạch, đấy một từ ấy thôi là 20 ngàn. Nếu mà là một chuyên gia về ẩm thực bằng con mắt thuần của một người làm về ẩm thực thôi, thì chị đánh giá về cái chất lượng của hai miếng thịt bò, một miếng của chất lượng cao của Việt Nam và một miếng thịt bò chất lượng cao của Nhật Bản. Một miếng thịt bò Wagyu hay là Kobe của Nhật và một miếng bò chất lượng cao của Việt Nam, nó có sự khác biệt rất rõ ràng. Màu sắc của thịt bò Nhật Bản Kobe và Wagyu màu đỏ tươi pha chút hồng. Đối với màu thịt bò cao của Việt Nam mình thì màu đỏ mà hồng thẫm hơn. Cái thứ hai là thớ thịt, kết cấu của miếng thịt nó khác hoàn toàn. Ví dụ như kết cấu của thớ thịt của Wagyu hay Kobe, nó có những cái mỡ ở phía trong thịt mà vằn giống như cái hoa vừa rồi chúng ta có xem nhìn hình ảnh. Vâng. Và ngay cái thịt bò của chúng ta chưa có điều đó. Nó còn một thành tố nữa để làm nên miếng thịt đấy, em nghĩ có lẽ là cái tình cảm, cái tình thương mà của chính những người nuôi nó là lại là những người tù nhân. Và những cái người bình thường, những người quản giáo, rồi những người như là giúp các chuyên gia giúp về hoàn lương đấy, họ cũng dùng chính tình thương đấy để họ đưa vào trong nhà tù đấy. Thì là một chuyên gia tâm lý thì anh có ý kiến như nào? Những cái chứng cứ khoa học mà là một con bò hoặc là một con vật bất kỳ, nó được thư giãn, nó được thoải mái và nó cho ra cái chất lượng thịt hoặc là cái sự sinh trưởng của nó tốt hơn, thì cái đó là được chứng minh nhiều năm rồi. Chuyện con bò nó được đối xử rất là tốt, cái đó nó thể hiện cái tính nhân bản của con người. Và khi mà người ta đối xử được với con bò tốt đó, thì con người ta trở nên thánh thiện hơn. Người ta trở nên thân thiện hơn, người ta trở nên nhân từ hơn với đồng loại của mình. Một là nó mang lại cái lợi ích về thương mại. Nhưng cái rất hay là nó tác động đến những cái người tù nhân. Họ là những người phạm pháp. Và bây giờ họ chăm sóc một con bò, họ nhìn thấy nó lớn lên, họ yêu thương nó. Thì tự động nó cải thiện cái đời sống cho cái hành vi và cái cảm xúc của họ. Cái thứ hai là nó phát triển cái tính trách nhiệm xã hội. Tức là khi tôi sống ở đây, không phải là tôi bị trừng phạt, mà là tôi đang được đưa tới đây để tĩnh tâm lại. Và sở dĩ tôi có được cái môi trường sống như vậy là tiền thuế của những người dân khác. Nó giáo dục cái trách nhiệm xã hội. Khi mà người quản giáo, hoặc là một cái người mà có uy tín ở trong đó, một cái người mà phạm nhân họ thường nghĩ là nó phải cao siêu hơn mình, họ phải là ở thành phần sang trọng, thánh thiện hơn mình. Nhưng mà họ tới đó, họ ngồi với đó, họ nói chuyện, họ hỏi thăm, họ đi làm việc và họ hát với cái cảm xúc thật. Cái đó nó mới là cải tạo con người. Em đi với cả anh Asisi là một ngày, nguyên một ngày. Và em thấy là anh ấy là một người có cái cảm xúc rất là mạnh. Tức là anh ấy rất là dễ xúc động ấy, và rất là thân thiện. Anh ấy là một người hoàn toàn mới quen nhau và anh có thể kể những cái chuyện mà rất là cá nhân. Và anh có... Khi mà anh nói chuyện với những người tù nhân, anh đã khóc, vừa hát vừa khóc. Và tâm sự rất là thật lòng, anh kể lại những cái hồi mà... Tức là chị phiên dịch, chị dịch cho em, em không hiểu tiếng Nhật. Nhưng mà anh kể lại những cái thời điểm mà anh ấy gặp khó khăn, anh ấy đi thi hát rồi bị loại. Sau đó thì anh ấy rất là vất vả để khẳng định được tên tuổi. Rồi bây giờ anh là nghệ sĩ hàng đầu của Nhật Bản, nổi tiếng khắp châu Á. Thì anh ấy kể những cái câu chuyện đấy cho tù nhân, và những người tù nhân cũng khóc. Bởi vì họ biết được cái giá trị của cái... những cái thành quả mà anh ấy đang có và anh ấy đã phải vất vả như nào để có được. Và anh ấy cũng rất là chân thành, anh chia sẻ để cho những người tù nhân cảm thấy rằng là họ có một cái tương lai cần phải hướng tới, góp phần cải tạo lại cái nhân cách cũng như là cái suy nghĩ của tù nhân. Đúng là tình yêu và sự yêu thương luôn là thứ mà chắc là duy nhất còn ở lại sau tất cả mọi thứ và có thể chinh phục được. Khi mà mời Tạ Quang Thắng thì chúng tôi cũng luôn biết rằng là ca sĩ Tạ Quang Thắng rất là nổi tiếng với một ca khúc mang tên là Sống Như Những Đóa Hoa.
Và có lẽ không còn gì hợp hơn khi mà chúng ta cùng khép lại một cái câu chuyện và chắc chắn là đã học được rất là nhiều những cái điều bổ ích từ một cái chuyến đi của Thắng ở tại Hokkaido. Rất là cảm ơn bạn đã dành thời gian và đã chia sẻ những câu chuyện vô cùng thú vị, đặc biệt là câu chuyện về nhà tù ở Abashiri. Rất là cảm ơn tất cả các vị khách mời đã cùng chúng tôi tham gia trong câu chuyện này. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các quý vị khán giả. Và rất mong rằng là những câu chuyện được học hỏi từ đất nước Nhật Bản sẽ là một cái tinh thần nêu cao về một cái xã hội học tập của Việt Nam, nhất là vào cái giai đoạn mà chúng ta đang tăng cường cái sự phát triển, thì việc khiêm tốn và học tập tất cả những cái bài học giá trị đầy yêu thương và nhân văn của những xã hội tiến bộ sẽ là một trong những chiến lược học tập mà dân tộc chúng ta sẽ lựa chọn. Có gì hấp dẫn trong chuyến hành trình tiếp theo của chương trình Trên đất nước mặt trời mọc? Người dẫn chương trình diễn viên Đan Lê sẽ cùng nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng của Nhật Bản, bà Godai, tìm hiểu về cố đô Kyoto, cùng thưởng thức những món ăn ngon và lạ mắt. Và Đan Lê sẽ hóa thân thành người học nghề Michael. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa sắc hương, không là hoa.